Nay chúng ta sẽ vào bài âm re nhé. Thì đây là bài, những bài mình đã đánh từng lượt một. Đây là lượt một, nhưng mà cái lượt này mình lau nhiều quá, mình vừa đánh lại một lượt này. Với một lượt thì các bạn lưu ý này, khi các bạn đánh một lượt thì nó sẽ phải cho ra một cái, những cái hạt dài đều đó, và giữ được nguyên form dáng mà mình vẽ. Đó, đây là lượt 2 đi này, lượt 3 và lượt 4, 1, 5, lượt 5 hoàn thiện cái ong re này. Bây giờ mình sẽ đi trên cái bài mới cho các bạn xem. Cái dáng mà mình đã phát lên nó không nhanh lắm nha mọi người. Khi mọi người vẽ thì mọi người hãy căn theo thước để cho nó cân đối. Rồi, với cái đuôi nhé, với cái đuôi các bạn, với đuôi nhọn này các bạn hát một chiều vào lòng mình. Hát một chiều vào lòng mình, chút cái đuôi cho nó nhọn bay ra. Ôm cưng dưới. Đó, sau đó lắc gần vào lưng cưng trên, xề quạt. Xề quạt tức là gì? Tức là cái phần chân nó sẽ đậm dần, nó dậy hẳn. Tay đều rồi để đóng như này. Cái phần đuôi thì các bạn không quen, các bạn có thể đứng lắp một chiều cũng được. Đây mình đang đứng hai chiều nhé. Đứng hai chiều cho nhanh. Hãy nghe kỹ cái tiếng máy của mình và cái tay mình vậy đi. Lưu ý với cái cực lắp chuông này đi hạt thì các bạn đi thật chậm tay, không được đi quá nhanh tay. Khi các bạn đi nhanh tay, hạt sẽ bị kéo ra bếp, nó sẽ không được tròn. Cái phần thân đỉnh hơi khó, càng cái dáng cong nó sẽ càng khó, thì các bạn đánh một chiều hấp đường mình cong C. Mình lưu ý là các đường phải vối lên nhau, 50% đường cũ vối với 50% đường mới đều lên nhau, chứ không được vối ngang mối nhau nó tạo thành một khúc đứt đoạn. Đó, mình đánh nhanh thân, mình vốn quất được mới là 50% được mới. Một đường dài mình sẽ đánh khoảng 1-1.5 cm. Lắp hai chiều viên hạt tròn chậm tay. Đánh phần chân dưới nhé, một con cung chân dưới. Và dần lên cung trên. Yêu cầu là cái hạt lên xuống và thật tròn, không được bết dài hạt. Tôi hạt ra, người hãy nhìn kia cái tay của mình đó. Tất cả ba ngón tay sẽ dựa vào ngón út và ngón cái sẽ giữ hờ. Tiếng đánh đều. Tay đường rồi nhá. Mực lấy ít màu thôi chứ đừng lấy nhiều. Các bạn mà mới luyện thì khi mà đánh được khoảng 3 cái lông mày là tay ngón út nó sẽ khá là đau. Nhưng mà các bạn đau các bạn đừng dừng, bởi vì cũng giống như chúng ta tập thể dục ấy, khi mà đau cơ mà các bạn vẫn cứ luyện tiếp thì nó sẽ hết cái cảm giác đau cơ đấy, và lúc đấy cái ngón tay của mình nó sẽ rất là chắc, nó rất là khỏe, là nó sẽ càng ngày nó sẽ càng không bị đau. Và khi cái ngón út nó đau thì chứng tỏ các bạn đang tì đúng lực vào ngón út nhé. Mới làm nên nó sẽ đau, còn cứ đánh mấy ngày nó sẽ hết đau, không nó sẽ quen dần. Nó cứ dài dần, kéo dần, nối dần. Riêng phần đầu lông mày các bạn sẽ đánh hết một chiều vào lòng mình. Nhẹ lực hơn nhé. Với phần đầu lông mày này các bạn sẽ đánh nhẹ lực hơn, để cho cái đầu nó tự nhiên thôi. Một hai lượt đầu chúng ta đánh ít thôi. Để những lượt cuối chúng ta sẽ kiểm tra cái đầu lông mày của chúng ta hoàn thiện sau. Đó, đây là một lượt của mình sẽ lau đi cho các bạn xem. Nếu như các bạn mà đánh một lượt mà lau đi nó không có nhiều lắm, chúng ta các bạn đánh quá nhẹ nhé. Không được rõ, không rõ ràng hay là quá nhẹ. Cái kim này là mình đã đánh 5 cái lông mày rồi nên là nó cũng hơi cùn, chứ nếu mà đi kim mới thì nó sẽ đậm hơn một chút xíu, nhưng mà vẫn đánh được nhá. Đó, mọi người khi mà đánh một lượt nó sẽ phải giữ được nguyên cái phong dáng của lông mày. Tiếp theo này, chúng ta vẫn đi y chang lượt đầu. Với lượt 2 của bài ong re chúng ta vẫn đi y như lượt đầu.
ombre mà các bạn để biểu diễn ấy, thì các bạn sẽ đánh phần nửa thân trên sẽ nhạt hơn. Thế nhưng mà mình nói thật là mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm lên người. Cho nên là cái phần đây là ví dụ như cái phần này hoàn thiện, như cái phần thân trên nó cũng phải có rõ nét mực, nó đậm, nó nhạt hơn cái phần thân dưới một chút, tức là cái ombre là đậm chân và dài nhạt dần lên phần thân trên đó, chứ không được phân biệt rõ rệt quá mức giữa đậm và nhạt nhé. Ombre này nó gọi là kỹ thuật 3D nhé, 3D tức là độ phối màu đậm nhạt. Còn những ai mà làm biểu diễn thì thường người ta làm cái phần thân trên trên rất là nhạt để cho nó nổi rõ cái phần 3D lên. Nhưng mà làm lên người chúng ta không thể làm nhạt quá như thế được. Cho nên mình hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ đi hai lần, hai lượt đầu tiên các bạn vẫn đi hết cả cái lông mày cho mình, vẫn đi phủ màu đủ hết. Chứ nếu mà làm nhạt quá phần thân trên ấy, lúc bong ra lại không thể có màu đâu. Nó khi là làm thân dưới quá đậm mà thân trên nhạt thì nó sẽ rất là xấu. Thế mình kia cái tay mình vậy mà đưa lắp chuông, tức là gì? Tức là các bạn sẽ lắp những cái hạt ở giữa trên một đường đi, thì hạt ở giữa sẽ là hạt đậm tròn nhất, còn những hạt hai bên nó sẽ nhỏ hơn. Đánh đi đánh lại hai chiều. Hãy nhìn kỹ những cái hạt mực của mình đây này, nó đi xuống dưới da nó rất là tròn. Hãy nhìn kỹ các cái hạt. Rồi đây là hai lượt của mình sẽ lại lau đi. Nó mình sẽ làm sạch sẽ phần da sau. Đây hai lượt lau đi. Và bắt đầu chúng ta sẽ đi vào ombre nhé. Chúng ta sẽ đi vào ombre này. Đi thật đậm nét cái đuôi. Ombre tức là đậm đuôi, đậm chân và nhạt dần lên phần thân đỉnh, thân trên. Thì cái phần đuôi này các bạn vẫn đi thật rõ nét này. Nếu như bạn nào đi cái hạt mà nó bị kéo dài cái đuôi ra ấy, thì là các bạn đã bị như vậy mà các bạn làm lên người ấy, thì nó sẽ bị bết mực nhé. Chúng ta sẽ đi tập trung vào phần đuôi này, phần thân đỉnh phía dưới này. Và các bạn đi dùng chân dưới, các bạn hất lên trên này. Hất xéo lên nhé. Và chúng ta tạo một cái hình con ve ở đây. Và chúng ta sẽ nét lại cái chân này. Đánh cái chân dưới này. Cái chân dưới này chúng ta sẽ đánh một chiều hết một lần mình thôi. Với lượt 3, 4, 5 thì các bạn chỉ đi ít thôi, xong các bạn lau đi để kiểm tra màu. Sau đó chúng ta chỉnh. Chúng ta chỉnh. Chỉnh độ sáng tối, độ đậm nhạt nhé. Cái phần thân đỉnh trên các bạn đánh vừa phải thôi, nhưng chúng ta sẽ chỉnh dần. Ví dụ như bạn nào cái phần đỉnh này các bạn không cua được này, trong ví dụ nhé, thì các bạn sẽ chấm cho mình. Tại vì cái khu vực này là các bạn không được đánh đậm, nên nếu thấy thiếu khuyết cái chỗ nào đấy thì các bạn sẽ chấm chấm như thế này. Đó, còn bạn nào cua được thì các bạn cứ cua, cua vào máy như này. Đó, để cho nó ngay. Cứ một chiều thôi. Còn cái phần thân dưới chúng ta cứ làm được nét nào. Mình lau luôn chút cái đuôi nặng dài ra quá so với cái khung đuôi của mình khoảng 1-1.5mm.
chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần thân trên cho nó đỡ nhạt ở cái khu vực này nhé. Các bạn có thể chấm và các bạn hấp nhẹ này. Đó, chúng ta thêm nếm vào cái nơi nào đó mình thấy nó còn thiếu quá. Đây là bà Omra ứng dụng trên người nhé. Khu vực nào mình thấy thiếu quá thì chúng ta đi nhẹ nhàng nhẹ rắc vào đi. Với những đợt cuối này thì đừng đi kỹ quá, chúng ta đi từ tí một để cho nó hoàn thiện. Đang kéo dần lên cái độ đậm nhạt rồi. Còn đợt cuối này mình sẽ hoàn thiện là xong nhé. Hoàn thiện là mình nhìn sang chỗ nào mình cần nhấn nhé lại. Chút đuôi đến phần đây. Cái kim của mình là đánh lên cái này là nó xuống cùi rồi. Nhưng mà kim cùi mà mình vẫn đánh một cái màu lên trong vòng 4 năm lượt như thế này thì các bạn cũng, nếu các bạn đánh 4 năm lượt mà nhạt quá thì các bạn đi lại cái thứ. Cho phần đầu mình sẽ nhấn thêm một tí thôi. Cái kim hơi cùi như thế nào. Nó bên này theo châu Âu thì bao giờ cái đường dưới nó cũng sẽ dài hơn đường trên, và đường trên này nó sẽ ngắn hơn một chút. Chúng ta để ý thấy là phần thân trên này nó còn thiếu hơi nhạt thì các bạn có thể chấm nhé. Có thể chấm này. Cái này gọi là kỹ thuật perfect chạm hạt. Và chúng ta có thể chấm thêm vào nếu như các bạn sợ là các bạn đi quá tay bị đậm thì chúng ta có thể dùng chấm thêm nha. Mình muốn nhấn nhá cái đuôi nó, ở cái chân mình nó đậm một tí nữa. Ok, sau này sẽ hoàn thiện. Nó hoàn thiện nhé. Nó sẽ xếp thêm một xếp.